Ở trên tay mình có một bài và dưới đây có bốn lá bài. Và mình sẽ cắt ra một cách ngẫu nhiên thế này. Ok. Rồi mình sẽ bỏ xuống đây một lá. Cho các bạn xem, đây là những quân bài không úp nha, không có một quân bài nào hết. Ok. Rồi, đây là bốn lá bài này, thì đây là bốn lá gì đây? Rồi, đây là bốn lá. Vậy thì mình sẽ búng tay cái thì bốn lá này nó sẽ sắp theo một cách một nha. Rồi. 2 3 và 4 lá. Mình sẽ chạm như này một cái. Thì ở trên đây sẽ có một lá bài úp lại nha. Rồi. 1 2 3 và 4. Bạn thấy. Vậy thì lá bài úp này là cái gì? Sẽ được gọi là bích. Vậy con này là con gì? Ok. Mình được búng tay cái thì tất cả những con bài này nó sẽ xen kẽ như thế này. Và con này là con già. Và những con như thế này thì nó sẽ có một cặp như thế này. Đây. Đó. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn về trò này. Thì trò này mình sẽ chuẩn bị bốn cách để sắp xếp như theo lúc mình biểu diễn thì áp đây, đây, như thế này. Và da chu, da cơ, da rô, da bịch. Mình sẽ bỏ bốn quân này xuống đây. Và mình sẽ để buông bài này như thế này, nó có bởi khe như thế này. Giờ mình chém gió thì mình sẽ buông xuống thế này, à buông xuống này. Thế đây mình dừng lại, thì mình sẽ đây. Thế đây là bốn buông bài. Dạ, mình sẽ bỏ xuống đây một lá. Cho mình sẽ xe ra cho người xem là đây là những buông bài không có buông bài nào nữa hết nha. Đó, khi mình kéo lại đây thì mình đẩy vô như thế này. Thì mình làm như thế này. Rồi mình sẽ cầm bốn lá này một bên đây. Đó, mình sẽ lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ chạm vào một cái. Thì mình sẽ đây là bốn quân áp. Thì khi mình nói gì thì mình sẽ tách hai lá ra. Hai lá ra, mình cầm này. Còn chỉ có một lá này là một rồi. Lá thứ hai mình sẽ lấy luôn cái lá dưới nè. Nè, lá dưới này nè. Đó, thì mình rút lá trên nè. 2, 3, và 4. Thì ở đây nó còn một lá úp. Rồi mình chạm thêm một lần nữa. Thì mình sẽ nói có một quân bài úp xuống. Thì trong lúc mình vừa úp tay này xuống thì ở dưới đây mình sẽ tách ra thêm hai lá. Đây, hai lá. Rồi mình cầm thế này. Thì mình sẽ kéo lá trên và dưới này. Kéo nè. À, 2, 3, nhà 4. Đây. Rồi bây giờ mình nói cơ rô bích chuột. Rồi mình sẽ búng tay một cái. Thì mình sẽ xè ra như này. Thì những quân bài nó sẽ đặt như này. Rồi con này là đây là dạ. Và đây. Đây. Đó, đây là cái trò này bạn.